thiết thực chào mừng Long Khánh chính thức lên thành phố. Những ngày qua, trên các tuyến đường của Long Khánh đã được ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch đẹp hơn. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đã và đang có nhiều sáng kiến hay của ngày thứ bảy vì cộng đồng. Một trong những điểm đáng thu hút đoàn viên thanh niên tham gia sôi nổi, đó chính là nét vẽ sáng tạo, chung tay bảo vệ môi trường xây dựng thành phố Long Khánh, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Ngay từ sáng sớm, tuyến đường Bùi Thị Xuân trở nên nhộn nhịp hẳn lên bằng những việc làm thiết thực do các đoàn viên thanh niên thực hiện. Chỉ vài hộp sơn, cây cọ, các đoàn viên đã tự tay vẽ trang trí trụ điện, nắp cống. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, những tác phẩm đã hoàn thành, nhiều bức tranh sinh động đủ màu sắc, gây sự chú ý cho mọi người. Với thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn thành phố Long Khánh sạch đẹp. Thì hôm nay em tham gia dự án áo mới cho thành phố mới với mục đích đó chính là mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa cho các bạn trẻ và người dân khu đây. Như vậy thấy cái hình ảnh đây là bảo vệ cây xanh cho trái đất và rất là nhiều hình ảnh mang thông điệp khác nhau. Thì em muốn tuyên truyền tới người dân qua mấy cái hình ảnh này. Đây là công trình sáng tạo của đoàn viên thanh niên rất có ý nghĩa nhân dịp thị xã Long Khánh được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Công trình này đang được nhiều bạn đoàn viên thanh niên hưởng ứng tích cực. Đây là cái dự án áo mới cho thành phố mới để hưởng ứng thành phố Long Khánh sắp được công nhận là thành phố. Thì đây là dự án tụi em ấp ủ cũng từ lâu và cái mục đích của ý nghĩa của cái dự án này là cái thứ nhất là tụi em muốn trang trí thêm một khoác lên một cái áo mới dành cho cái thành phố tương lai, những vẻ đẹp cũng như là ý thức là thông qua những bức hình trên những cái nắp cống cũng như là cột điện này tụi em muốn tuyên truyền đến các bạn là ý thức bảo vệ môi trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề môi trường mà các bạn đang phải gặp phải. Tôi lực lượng đoàn viên thanh niên thị đoàn thì phụ trách một cái tuyến đường Bùi Thị Xuân để tổ chức thí điểm vẽ trang trí cổ động, tuyên truyền về vệ sinh môi trường cho các cái cột điện cũng như là các cái nắp cống. Nếu trong quá trình trong thời gian tới nếu mà cái công trình này hiệu quả và phát huy được cái ý nghĩa của nó thì thị đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Thông qua công trình này đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn Long Khánh trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch đẹp, mà còn có tác dụng cổ vũ đoàn viên thanh niên và nhân dân ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian tới, thị đoàn Long Khánh nhân rộng thêm các tuyến đường nội ô thành phố Long Khánh để tô đẹp thêm cho thành phố, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.